Năm nay đã 73 tuổi, bà Đàm Thị Mỹ đã lặn lội từ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đến Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Hồ Chí Minh để khám bệnh. Bà cũng không biết mình mắc chứng bệnh gì, nhưng những triệu chứng mà bà thường gặp phải là đi lại rất khó khăn, hầu như làm công việc gì cũng thấy tê mỏi chân. Hổm nó làm tôi là tay chân nó giọt bẻ, là bẻ nhất, nó bẻ tay quẹo này quẹo kia giò thì ảnh ngược rồi ảnh bẻ gân nè, nó nổi lên luôn á, nổi dài lên tới đầu gối, nổi cao lên, nó bẻ quẹo làm như mình bị mấy người có bầu bị gì đó, trở bắp chuối hay gì đó. Béo cao cái gân là nhanh nhất quá chứ không nổi. Theo các bác sĩ đông y, căn bệnh mà bà Mỹ mắc phải gọi là suy tĩnh mạch chi dưới. Đa phần phụ nữ thường gặp phải bệnh này và nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của quá trình có thai. Dấu hiệu nhận biết bệnh này khá dễ dàng, chỉ cần quan sát và kiểm tra cảm giác là có thể nhận ra. Và để điều trị, bà Mỹ đã được kê một toa thuốc căn bản, trong đó có sử dụng rau má. Triệu chứng của bệnh thì thường là thứ nhất là bệnh nhân sẽ thấy những cái gân màu xanh, tĩnh mạch màu xanh nó ngoằn ngoèo ở chân và có thể là nó chuyển sang màu tím. Còn về cảm giác của bệnh nhân thì họ sẽ có những cái cảm giác ví dụ như là họ lạnh chân, tê mỏi chân, hoặc là ví dụ như bệnh nhân vừa rồi thì triệu chứng rất nổi bật đó là bị vọt bẻ. Tức là buổi tối bệnh nhân sẽ bị vọt bẻ và cái mỏi chân, họ rất là mỏi chân, cho nên là thường là đi một lúc mỏi chân quá phải ngồi nghỉ. Khi nào mà họ gác chân cao lên thì cảm giác họ sẽ nhẹ đi. Tác dụng của các bài thuốc có rau má đã được nghiên cứu và sử dụng trong đông y từ rất lâu. Rau má được coi là một vị thuốc rất phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong nhiều bài thuốc khác nhau, dùng để điều trị và hỗ trợ điều trị rất nhiều loại bệnh như thanh nhiệt, giải độc, lợi mặt, nhuận gan, v.v. Rau má cũng có thể kết hợp với dâu tằm và đậu đen để cung cấp chất dinh dưỡng và chống đói. Ngoài ra, rau má cũng có trong một bài thuốc nam quan trọng theo công thức của Bộ Y tế đưa ra nhằm điều trị sốt xuất huyết. Các cái thành phần thì nó có steroid này, saponin này, alkaloid này, saccharide này. Thế còn thì nhiều khoáng chất ví dụ như là có đủ canxi, kẽm, magie, phốt pho, kali và các cái vitamin B1, B2, B3, C và K. Công dụng chính của rau má thì mình có thể tóm tắt lại là nó ở trên mấy cái điểm. Thứ nhất là nó tác dụng thanh nhiệt, tức là khi mà bệnh nhân ăn vào thì nó rất là mát. Cái thứ hai là nó tác dụng ở trên da, tức là nó là một cái cây mà người ta cho rằng nó làm đẹp da vì nó có thể là tăng độ ẩm của da, nó làm lành vết thương và làm lành sẹo rất là tốt, tức là ít để lại sẹo, có thể sử dụng ở trong cũng như là ở ngoài. Và đặc biệt là nó còn có cái tác dụng rất là quan trọng, đó là nó giúp cho những cái bệnh nhân mà bị các cái bệnh lý về mạch máu. Một số bài thuốc từ rau má: chữa mụn nhọt, rau má 50g, lá gấc 50g. Cách dùng: rửa cả hai thứ thật sạch, giã nhỏ, cho ít muối và trộn đều, đắp lên chỗ đau rồi băng lại, ngày thay thuốc 2 lần, đắp đến khi khỏi. Chữa vàng da, vàng mắt: rau má 50g, lá ngải cứu 50g, đem hai thứ rửa sạch, đun nước uống hàng ngày. Chữa chảy máu cam: rau má giã nhỏ, vắt lấy nước, uống mỗi ngày 2-3 lần trong 5 ngày liền. Chữa sốt xuất huyết nhẹ tại nhà: rau má 50g, cỏ nhỏ nùi 30g, lá và bông mã đề 20g, đem các vị rửa sạch, giã nhỏ cho nước sôi và vắt lấy nước uống hoặc sắc uống. Tuy nhiên, rau má cũng có một số tác dụng phụ có thể có như làm tăng lượng cholesterol và lượng đường trong máu, dễ dẫn đến sảy thai nếu sử dụng quá nhiều, hay có thể tương tác với các thuốc gây buồn ngủ và thuốc chống co giật, thuốc mất ngủ và thuốc chống trầm cảm. Chính vì vậy, để sử dụng hiệu quả rau má trong chữa bệnh và sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cũng cần tham khảo thêm ý kiến của các bác sĩ.